Anh đi đâu vậy anh? Anh đi đâu vậy? Con đi xe đưa về. Ui trời, con đi xe đưa về. Chào cả nhà. Ui trời ơi, đi xuống, con đi nói là con đi xuống Los Angeles. Đi xuống Los. Đúng rồi. Los Internet gì vậy anh? Los. Nói đi. Con đi xuống à? Dạ, con đi xuống Nam Cali. Để đi xuống, thứ nhất là thăm số anh em, thứ hai nữa là cũng đi sẵn dịp thì đi xuống dưới đi ra biển luôn, đi xuống biển luôn hả con à? Dạ. Thôi xuống nhà phụ người Tây để tung cờ đi. Đó, rồi đem một số thuốc xuống cho bà con cô bác nè. Đó, nếu mà ai mà có nhu cầu á, như số bà con cô bác đã dặn nó xuống Nam Cali đem giùm và sẵn dịp tắm đem đi luôn đó cả nhà. À, trên đường đi hai vợ chồng mình sẽ quay những cái cảnh quan rồi coi cái gì ăn uống với Nam Cali vui vẻ sẽ quay cho cả nhà nha, mà đặc biệt là riêng ông bà cô chú ở Việt Nam coi thôi, còn ông bà cô chú ở Mỹ là quá quen thuộc rồi đúng không? Ở Cali thì quá quen thuộc, còn ở bang khác thì ê, cả nhà đi mà phải đùm nè, đi mà phải đùm em này theo nè, đi mà đi cả trăm hộp mà không biết đủ để phân phát không nè, ông bà cô chú dưới khoái đó nè. Anh ơi, đợi bà nội với nha. Anh ơi, mang giày vô anh. Ừ, giày con đâu? Đưa đây bà nội mang cho, mang giày xanh thỏ ha. Dạ. Ê, tới đây đưa ra cho ba đi qua anh. Xích cho ba đi qua kìa, trời ơi, hàng nó tới nữa hả? Không có, mấy cái bao bì để đóng hàng thôi. Đó, cái nhà thấy không, đi ra là y như là nè, cứ vậy mang rồi bà nội dắt xuống này. Để lên. Anh giờ ngồi chơi xe cho anh nhà nha, cho anh nhà nha. Đó, chương trình giờ đi nè cả nhà ơi. Bây giờ đã lên kế hoạch là bây giờ bước tới Nam Cali đây. Chiếc xe thân quen của gia đình mình đó, chắc cốp đồ. Còn chú Tám thì giờ khách hỏi hàng tới cái gì thần kỳ hết mất tiêu rồi. Tới 26 tây này mới có hàng. Lên đi, anh lên. Cái ghế này anh nằm trong cái xe con á con. Đây là quang cảnh nhà mình vào buổi sáng nha cả nhà. Đó. Quang cảnh ở bên Mỹ thì dày. Mình quay từ cho em lên xe nghiêm túc đi. Xong rồi bắt đầu mới làm việc khác. Con nít mà dắt ra đường không có dám cái mặt nó vào, nó là coi như là chỉ cần 5 giây sơ hở thôi là rất là cực luôn. Mình gì chứ dắt ảnh đi là mình rất là lo. Mình quay cái quang cảnh nhà mình chút xíu cho cả nhà coi ha. Bây giờ đang đi tới cái khúc này, cái cảnh đi lên rất là đẹp nha cả nhà. Từ miền Bắc Cali mà đi di chuyển về miền Nam á, là rất là đẹp, và đi trên đường cao tốc. Và đây là cái nhà máy xây đá này cả nhà. Lớn ghê chưa, nhà máy xây đá người ta thấy lớn ghê chưa. Đó, chú Tám đang làm tài. Chào cả nhà đi chú Tám ơi. Chào cả nhà nha. Đây là những khuôn mặt thân quen của gia đình mình. Ý, chào bà chú. Quá quen thuộc. Ôi, còn đây là em anh Ninh, quá quen thuộc. Giờ chuẩn bị chiêu là ngủ rồi nè ông bà cô chú ơi. À, lên xe là đây, ngủ rồi, chuẩn bị ngủ nè. Trời ơi, ngủ rồi. Ôi, ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, ngủ mất tiêu rồi. Xe rất tinh nồng rồi. Ôi. Anh Bo chào cả nhà nè, Út Bo ơi. Hết sự lựa chọn luôn không? Đang ngồi ăn bánh nè cả nhà. Úi giời ơi. Đi vui lắm cả nhà ơi. Đi nguyên phái đoàn, đi nguyên cả nhà của mình nè. À, vui lắm luôn. Thì bây giờ ai với miền Nam rất là thọ. Thì từ đây tới thứ chủ nhật là gia đình mình có thể trâu nha. Đây là bò chứ không phải trâu con. Ở bên Mỹ không có trâu đâu. Ở bên Mỹ là bò không à. Hôm nay đi chơi sướng lắm cả nhà ơi. Đi rất là vui vẻ luôn. Thì bây giờ về dưới đó thì cái lịch trình của mình thì sẽ đi chùa nữa. Ở dưới có cái chùa nằm ta. Nam có lại đi ghé chùa gì đó không anh? Chùa Bồ Đề. Chùa Tất Tần Đa. Chùa Tất Tần Đa hả? Nó ở trong gì? Tần Đa nằm ở dưới gần mà gần Lốt á.
coi nè cả nhà. Không quên hai ba chai luôn nè. Tên 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 tên. Trời ơi là tôi thích cái mùi đi o này dễ sợ nên giờ tôi rảnh rồi giờ lên xe tôi rảnh tôi mới xức nè. À, tôi nói đi du lịch đó là mình mua những cái chai như vậy nè cả nhà. Chỉ có 180.000 thôi nha cả nhà ơi. 180.000 thôi nha. Nếu ai mua thì bên Âu Thảo Anh Âu Lẹt đó nha. Đó. Lên áo nó tiện lắm mà thơm cực kỳ lắm cả nhà. Cái này nè. Ấy đây. Mình đi là mình mang 2-3 mùi luôn cả nhà ơi. Mình mang 2-3 mùi luôn mình rất rất là thích. À, mình đi chơi mình không quên nhiệm vụ là mình phải nói với cả nhà như nghe là tất cả những sản phẩm bên gia đình mình bán là đều nằm ở trong Âu Lẹt Thảo Anh, hàng của cái này hàng của Pháp không con? Dạ, tinh cái đó dầu, tinh dầu Pháp nè. Tinh dầu nha. Tinh dầu. Đây. Tinh dầu này là mùi chiếc guốc, mình chỉ biết mùi chiếc guốc và mùi Dior là mình thích hai bà là nhất đời. Trời ơi, thức sức lên nghe thơm không chắc? Thơm nồng nặc luôn ha. Giường nằm như đó cả nhà. Ngủ hết trơn. Ngủ hết trơn rồi, có một mình thôi. Chú Tâm thì đang lái xe, chúc lên chúc lên bên kia con lái cho ba nghe con. Rồi, thế cho ba uống trà. Đi á ra đường. Đây cả nhà thấy tiện không? Đây cái bình này là của Thảo Anh Âu Lẹt có bán luôn nè. Trời ơi quảng cáo quá trời luôn. Dạ có luôn. Tại cả nhà biết không? Không nói thì làm sao cả nhà biết? Cái này là mình cũng chia sẻ luôn cho cả nhà. Cả nhà biết tại sao mình chia sẻ không? Tại vì mình chia sẻ thì cả nhà mới biết. Cái bình này nó giữ nhiệt 24 tiếng luôn. Cả nước đá, cả nước nóng. Đó, thì ông xã của mình đi đâu thì đi nhưng mà ông vẫn thích là uống trà. Nên là mình lúc nào cũng có cái bình trà thêm một bên. Một bình trà, một bình cà phê. Đó, bình cà phê thì muốn cái loại bình nhỏ hơn. Bên Thảo Anh là có nha cả nhà. Để lấy cái nhà bớt qua. Rồi. À, có bị đúng không? Nên nhiều à, em nhỏ ở trong kênh nó hay hỏi Tám ơi, Tám chia sẻ cái sự thành công, cái sự đi lên của Tám từ đâu. Rồi Tám nói chuyện đi, Tám nói chuyện như cái vui lắm. Thì mình cũng hay thích hay nói nha. Bây giờ mình đi đây giờ ngủ hết trơn rồi. À cũng chiêu hết rồi. Giờ mình nằm mình nói với cả nhà, mình ngồi đây nói với cả nhà, tâm sự với cả nhà chơi cho vui đúng không? Đây là tâm sự chứ không phải vậy đời đâu à. Tâm sự với mấy em nhỏ hơn mình rồi mấy em mới chập chững bước vào đời thôi. Thì cái sự thành công của mình á là nó nằm ở cái chỗ rất là hà tiện. Bước đầu tiên mình làm gì mình cũng phải tiện tặng rồi suy nghĩ cho phải hy sinh. Cứ bước đầu tiên là phải hy sinh. Hy sinh là hy sinh cái gì vậy? Phải hy sinh ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi nhiều, là bước vào đời là phải suy nghĩ tới ba cái yếu tố đó là phải dẹp tắt. Rồi có tiền là phải tích lũy nhiều hơn. Rồi khi nào mà mình vững vàng với xã hội mình mới dám đi chơi nghe cả nhà. Ngày hôm nay mà gia đình mình mà được đi chơi hoặc là review cho cả nhà coi những cái mà tích cực của cả nhà mình đó, thì trước cái tích cực là cả gia đình mình là cả một cái đoạn đường rất là dài mà để gọi là hà tiện, phấn đấu, vươn lên. Hai vợ chồng mình này hồi xưa hai chồng thân nhau á, ao ước có chiếc Honda, hồi đó đi cái xe đạp, ao ước phải phấn đấu được với Honda.
nhìn vô thì ai cũng nghĩ là sung sướng, ai cũng nghĩ là mình là chắc là dễ lắm, dễ kiếm tiền lắm, nhưng mà thực tế ra cả nhà biết trải qua thăng trầm lắm. Vợ chồng cũng vậy, trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy, nó quyết định nơi cái đồng tiền rất là nhiều, nên mình sợ lắm. Lúc mà làm mình cứ làm có tiền, hai chồng mà làm có tiền á, cả nhà biết không, là mình hay để dành, để mình cứ nghĩ là mình sẽ thất bại trong nay mai, thì mình sẽ có cái khoản tích lũy đầu tư, một cái khoản tích lũy đó là để là khi mà mình thất bại, trong những cái năm mình thất bại là mình vẫn có để mình sử dụng, chứ không bao giờ mình dám nào khi mà tiền vô ào ào mà mình lại đi sắm đồ hiệu, mình lại sắm những cái món đồ xa xỉ. Rồi khi mà mình làm không có tiền, cả nhà biết nhiều lúc có làm không có tiền 100.000 cũng quý nữa, nên mình được cái chỗ đó nha. Nên bây giờ những bạn mà nhỏ nhỏ mới bước vào đời á, mấy em phải hà tiện hết sức mình, phải tích lũy riêng cho mình một cái khoản tiền gọi là cái khoản tiền thất nghiệp. Khi mà cái mùa Covid tới, cả nhà thấy không, cái mùa Covid tới là ai cũng khổ, ai cũng lao đao khốn đốn hết, chứ không phải giỡn đâu nghe cả nhà. Mình lúc đó mình cũng lao đao khốn đốn lắm, nhưng mà mình cũng có một cái khoản tiền gọi là tích lũy riêng, không phải là tích lũy riêng mà phải để dành, để khi mà mình túng quẫn mình đem ra mình sử dụng. Nghe đây là mình nói thật lòng luôn á, nên á cả nhà nói chứ trời, Thím Tám ơi, Thím chia sẻ cho mình cái bí quyết làm giàu, đâu có ai bí quyết làm giàu cái gì đâu, thì Tám cũng làm bình thường vậy đó, vậy thôi. Giờ bé Thảo về có cái bí quyết gì không bé Thảo? Dạ không, con cũng chưa giàu luôn. Kệ, nói chuyện cho vui ha cả nhà ha. Rồi đi xuống một đoạn đường dài, chợ giờ đẹp ghê chưa, hai bên này lắm rồi. Tụi con cũng hy vọng là tới độ tuổi như ba mẹ, tụi con cũng ngồi để chia sẻ lại như vậy. Còn nếu mà không thấy chia sẻ là không có giàu nha, mà chứ lúc đó là xong người đó lên đường luôn. Đây chia sẻ không giàu thì có thằng này chia sẻ. Trời ơi, con ở nhà thôi kìa. Chú Tám ơi, chú Tám đang nghe tay phone hả? Chia sẻ nói chuyện gì đi chứ. Đây đang chạy xe hả? Ở nhà đây đang đi nè, gần núi. Hai bên này thì giờ là hiện giờ là mình gần tới cái chỗ mà họ nuôi bò rồi. Có một cái trạm xăng, bây giờ đổ xăng dừng chân cái chỗ nghỉ. Chân chạm xăng, chỗ nghỉ ngơi, hút thuốc, rồi bắt đầu mới vô đi tiếp tục. Đó, bây giờ tránh đổ xăng. Ở đâu? Qua bên kia hả? Hút thuốc, đúng rồi, hút thuốc phải qua bên kia hàng rào, đứng qua bên kia đường, cái đâu dễ gì đâu. Đi hút thuốc nhưng mà đi ra xa. Chưa tới nửa đường, mới đi có tiếng mấy 2 tiếng đó. Đi mới có tiếng mấy 2 tiếng à. Thì đây đó, giờ đi đây, mấy mẹ con mình đi vệ sinh đây. Cây xăng ở bên Mỹ thì nó không có nằm trên cái quốc lộ nha cả nhà. Giả tỷ đi một đoạn mấy cây thì mình nhắm hết xăng, thì nó có một cái exit. Cái exit cái đi xuống exit, cái là ở dưới này là cây xăng bán buôn, quầy ăn, McDonald's hoặc là đủ thứ ở dưới cái exit này hết. Thì đi tại những tài xế đi đường dài á, người ta sẽ xuống họ mua đồ ăn hoặc họ nghỉ ngơi ở dưới cái khu vực này. Nhưng mà thường thường á là đi đường dài ở bên Mỹ, nó có đi từ miền đi tới cái đường đoạn đường dài thì nó có một cái chỗ gọi là cái chỗ nghỉ chân cho tài xế và ngủ ở đó luôn. Và đậu xe ngủ ở đó thì trong đó nó có nhà vệ sinh, nó có công viên, nó có ghế ngồi đó. Nhưng mà nhà mình thì không ghế đó, nhà mình ghế đổ xăng, ghế đây đổ xăng. Đây cả nhà mình nha, thì đi một ngày dài 6-7 tiếng, bây giờ gia đình mình tới khách sạn rồi. Nhà mình ở khách sạn này, đây cái khách sạn gì đây, chút mình sẽ cho coi cả nhà coi tên nha. Đó, khách sạn này thì có ăn sáng luôn, buffet luôn á cả nhà. Khách sạn này của Mỹ. Trời ơi, bây giờ anh đi một ngày trời vất vả rồi, anh mệt rồi. Đây
Ông bà cô chú ơi, coi con trai của ông bà cô chú bây giờ nằm ngang nằm ngửa rồi đó. Giờ mình ở luôn đây được không mình? Ở luôn không về luôn ha. Trời ơi, mình ở chừng nấy rồi xong mình đi về hả? Đây là cái quầy rượu, quầy bar. Để ai thích uống xuống uống thì uống. Và chỗ ngồi ăn sáng. Khách sạn này thì nó cũng khá là đẹp nha cả nhà. Khá là đẹp. Chánh Thảo đang làm check-in để lấy phòng. Đây, giờ mình đem, mình sẽ lấy đồ để ra mình kéo đồ vào. Được, ok á, ngon á, được, tốt. Đây là cái quầy để bán đồ ăn nè. Thảo, ở đây là bà Anh là không thiếu Anh ơi, Anh kẹo nè Anh. Rồi bánh nè, đó ở đây bán. Trời, không, mình không, mình mua mới được ăn nha. Lấy tầm bậy nè, bà nội mua cho con bọc nè. Ok, cầm tới đi nội tính tiền. Con thích bọc đó phải không? Thích bọc này phải không? Rồi, cảm ơn bà nội đi. Tới đi bà nội tính tiền. Rồi, cũng đã book được cái phòng rồi à. Khách sạn này cũng ok. Cái khách sạn này gọi là khách sạn gì con? À, khách sạn này thấy còn ở Việt Nam vậy nó cũng có cái hãng này sao? Thấy khách sạn này cũng sạch sẽ. Bây giờ trước mắt là để coi giờ cái khách sạn này im coi. Ở đây là cũng có cái này là cái gì đây không biết nè. Không biết cái gì nhưng mà có ly để uống nước là cũng ok lịch sự nè. Rồi có mấy cafe cà phê nè. Cái này là im coi cái gì. Cái này là sọc rác để đợi đồ. Okay. Rồi ở đây cũng có tủ lạnh nữa nè. Có mấy nấu nước sôi, nước sôi nước nóng nữa. Ok, đây nhà mình thì đi mướn hai phòng như vậy. Tại vì vậy một phòng đó tới hai cái giường ngủ không hết rồi. Tí bo ngủ một giường hai chồng mình giường. Ok rồi, vậy được rồi đó. Tắt đi con, trời lạnh quá, mới lạnh làm gì. Đây thì mà tủ quần áo, nói chung thì khách sạn này thì cũng được, thấy cũng ok đó. Đây thì khách sạn này ở khu vực này cũng khá là đẹp tất cả nhà, cũng khá là đẹp, tối nhìn ra cũng đẹp mà anh Hỷ. Đó, chút nữa mình sẽ quay ra quay ở ngoài trước cho để nhà mình cùng xem đó. Khách sạn thì cũng khá là đẹp, ở đây là cái view cũng được lắm. Đây chú Tám ơi, ngày sáng ngày mai là ngày thứ bảy rồi, ông bà cô chú nào mà thích mua cao tỏi nha, chà giảm cơn ông bà anh chị cũng như là cô chú nào mà có nhu cầu mua cao tỏi á với lại trà detox rồi trà giảm cân rồi đó cả nhà thì cứ alo với chú Tám nha, số điện thoại là 510-390-6177 thì sẵn dịp mình đi Cali thì mình có chở theo mình đem cho bà con thì nói chung quy đi đem cũng tương đối khá nhiều tại vì một số bà con đặt rất là nhiều thì mình có chở theo xe cua nữa. Nếu các bạn ở khu vực phía Bắc Cali gần khu vực Phước Lộc Thọ thì cứ alo cho mình nghe cả nhà. Đây bây giờ mình coi thì cái toilet, đơn giản là vô khách sạn là phải cái toilet, mình cũng review luôn nha. Đây cũng được cả nhà, được thấy thì cũng được anh ha. Đây cũng sạch sẽ đó, cũng sạch sẽ. Đi một ngày đường thì đi chủ yếu dắt con dắt cháu đi chơi, đi xuống đây cho mình chơi. Đây quay thì cũng phải quay cặn kẽ cho cả nhà coi biết không đó. Cả nhà nếu ai thích đi về miền Nam Cali, thích ở đây là đặt ở trên tí con chỉ cho ông bà cô chú đặt ở đâu cho nó rẻ nè, chứ vô đây là 500 đô một đêm. Đúng rồi, đặt ở ông bà cô chú anh chị lên trên booking á, booking hoặc là nha. Nói chung là mấy cái app ứng dụng để mà mình đặt phòng á, cái nào cũng có đó thì nếu mình cũng nói luôn nha. Bây giờ biết hết. Vô đây á mà đưa tên ra nó lục chưa được, nó ấy là nó nói 500 đô một phòng. Đúng chứ rồi. Không có vụ mà 330 đô. Đặt ngay cho khách sạn mình nó dừng. Không có cái vụ đó. Áp dụng nếu mà đặt trên app thì nó rẻ hơn là khi mà mình tới nơi. Thì lúc đó nó nói giá trên trời lắm, là Chánh với Thảo mới là nói không, ta đã đặt trên booking rồi, nó test qua booking.
rồi nó lại tới lui 2-3 vòng xong bắt đầu nó mới ok. Bây giờ gia đình mình đã tới Nam Cali. Mình sẽ đi ăn đêm, ngày mai mình sẽ đi San Jessica. San Jessica là gì? San Jessica là gì? Dạ, đợi em đi. Jessica thì bữa em nói. Ê, có chừng, có chừng, có chừng. Cái show đó đi là gặp Jessica liền. Jessica là ai? Lê Dương Bảo Lâm á hả? Ở dưới chuẩn bị xuống San Jose vào ngày 31 bữa diễn á mẹ. Con hỏi mọi người có đi không? Mọi người không đi, không có mua vé. 31 Jessica hả? Dạ, dưới dạ. Vé là 99 đồng. Là 100 á. Dạ, ngồi xa múc lắc luôn á. Ờ, còn đầu là 200. Ừ, để gì được ra đi ghé quán của Jessica uống cà phê. Thôi mà, mình phim mai thì ở Việt Nam mình cũng mai với mốt rồi. Coi cái khách sạn đây là nằm ở khu vực này đây, để mình quay cho cả nhà coi. Nếu cả nhà có đi á, thì vào đây mình thấy có lý lắm nha. Khách sạn này nói chung là rất đẹp, đẹp lắm. Đẹp, sạch sẽ. Đây, để mình quay. Xung quanh đây là hầu như khách sạn không nha cả nhà. Xung quanh đây là hầu như là khách sạn không. Rồi bây giờ mình muốn đi ăn là mình phải chạy vô trong đó là hết 15 phút, 16 phút mới có chỗ ăn nha cả nhà. Còn đây là hồ bơi. Sáng ra đây cũng có hồ bơi nè. Cũng có chỗ để ngắm nè. Cũng có chỗ cà phê nè. Được lắm cả nhà. Đó, khách sạn này mình quay toàn cảnh khách sạn cho cả nhà coi nè. Cũng người Mỹ ở nhiều khách sạn này thì mình vô mình thấy người Mỹ ở nhiều. Đó, khách sạn này khá sang cũng được. Trời trời không lạnh lên sao mặc đùi vậy Bo? Nãy lên xe tưởng ở đây nóng nè nên bận đùi mà. Không, ở đây là buổi tối là nó hay lạnh vậy đó con. Chứ không có bây giờ nóng được hết đó. Ở dưới Nam Cali nóng. Sao nóng được? Nam Cali nóng mà với ban ngày thôi chứ còn buổi tối là lúc nào cũng lạnh á, xe như Đà Lạt á, khí hậu thấy khách bao ha. Trời, coi ảnh này, anh nhớ người yêu này, coi cả nhà nè, đó rồi đang ngồi nói chuyện nè. Nè Thanh ơi, chào cả nhà đi, chào cả nhà đi, chứ cả nhà dạo này nhớ mọi người lắm luôn rồi nè. Ôi, bà ngoại đâu, bà ngoại đâu, đây cả nhà, đến mọi nẻo đường xinh nữa nè. Nhà mấy đứa không quay đoạn video cho bà con à, xem. Mọi người nói chuyện với mọi người đi nè. Dạ, để lên quay bàn thờ cho cô quay luôn nha. Ờ, đúng rồi, bàn thờ ở nhà. Ôi trời ơi. Đâu, ở nhà tội lắm cả nhà. Buồn quá. Bà ngoại. Rồi, cho chú nhìn cái bàn thờ tí xíu coi. Khoan, để em quay được xí nữa nhìn. Đâu, đưa anh zoom cái bàn thờ. Ừ, đẹp đó con, mừng đó. Bàn thờ, bông. Cảm ơn nghe mấy đứa con gái, cảm ơn bà ngoại nữa. Tội nghiệp ngày là lên đó ở chứ bà ngoại sợ là không có hai vợ chồng mình ở nhà rồi là sợ không ai dọn dẹp. Tóc da tóc đồ giùm chú cái. Trời, tội nghiệp chứ đâu. Có mở thì mở thấp, có ngoại ngoại lên ngoại thấp, có cô hương thấp. Trời, bà ngoại nè. Tội nghiệp chứ đó, cả nhà nhớ. Cả nhà nói giờ Tám ơi, Tám sao Tám không quay bà, không ở bên Việt Nam, không quay mấy đứa nhỏ. Nhớ bà ngoại với mấy đứa nhỏ. Mùa này là xoài thôi chứ từ. Ủa, cái xoài nhà mình, cái xoài nhà mình có trái hả má? Cái xoài nhà mình có trái hả? Ủa chứ sao má nói mùa này là xoài quá trời. Xoài đông rảy cho ta thấy. Nó cao, dâu sắc rồi nó ăn mặt trơn. Mấy tên nước. Đúng rồi, ở trong cái rẫy mình à, trong rẫy hả? Trong cái rẫy của con Chánh với con Thuận á hả? Ừ, trời ơi, tôi nói xài, xài quen đầy. Mà nó ngọt không má? Chua. Ừ, nó ngọt không? Ồ, ngọt mà như đường với anh. Đó, hái về nhà thờ kìa. Đó, hái về thờ đó. Chú có tao với con Hương cũng vô coi thử coi gì hái đây bà. Trồng hết rồi mà tới mà mới mận cầu thì có lý. Ừ.
Để mùa này con về con mua mẫn cầu trồng, mẫn cầu na á má, mẫn cầu na ăn trong đó mình có mấy cây mà, trong đó của mình có mấy cây bưởi nữa mà, bưởi mẫn cầu xoài nhiều lắm mua chứ. Phân của đồ bỏ. Thôi nha, thôi giờ con lo đi ăn nha. Chào tạm biệt mọi người đi nha. Xuân kìa. Cả nhà ơi, thì bây giờ cái hành trình cái video mình đi từ Bắc đến Nam thì hôm nay cũng đã là dừng chân tại khách sạn. Bắt đầu tiếp tục trong ngày mai Tám sẽ đi những nơi nào đẹp thì Tám sẽ quay tiếp tục cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi bây giờ đến nay thì giờ chuẩn bị cả gia đình đi ăn khuya, chứ còn phải là ăn tối nữa. Giờ này 9-10 giờ khuya luôn rồi, đói luôn người luôn rồi. Rồi Tám xin chào cả nhà nha. Xin chào tạm biệt cả nhà mình, và cả nhà nhớ bấm nút đăng ký like cho gia đình chú Tám là nguồn động lực lớn nhất ngay cả nhà. Vui vẻ khỏe mạnh, chúc cả nhà năng lượng sống. Nhớ đăng ký ngay cả nhà. Rồi xin chào cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày thật sự hạnh phúc và an lành.